Trước đó vào đầu giờ chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi gia đình bà Đỗ Thị Thanh Hoa, trú tại thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua. Cùng đi có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chính. Đợt mưa lớn vượt qua cùng với việc hồ Hố Dư gần đó bị vỡ đã khiến nhà bà Đỗ Thị Thanh Hoa thiệt hại nặng khi nhà bị sập, vật dụng trong nhà bị trôi, hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại lên đến 450 triệu đồng. Trực tiếp thực tế những thiệt hại của gia đình sau mưa lũ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mất mát của bà Hoa cũng như người dân Đà Nẵng nói chung đã chịu nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử mới đây gây ra. Chủ tịch nước đề nghị địa phương tập trung hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là sớm giúp người dân ổn định lại chỗ ở cũng như đảm bảo lương thực thực phẩm trong giai đoạn khó khăn này. Chủ tịch nước cũng đề nghị gia đình bà Hoa cũng như các hộ dân thành phố bị thiệt hại nêu cao tinh thần vượt khó cùng với chính quyền địa phương sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống. Cũng trong đầu giờ chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thực tế tình hình sạt lở và công tác khắc phục thiệt hại tại tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, trọng tâm là điểm sạt lở cầu Bắc qua kênh thoát nước biển Đông, ngay ngã ba đường Trường Sa, Trần Nguyên Hãn. Chủ tịch nước đề nghị thành phố tập trung nhân lực, máy móc để sớm khắc phục khu vực sạt lở này, sẽ đảm bảo giao thông đi lại an toàn.